Những điều ma quái, hung khí. Đôi lúc tôi chẳng hiểu cảnh sát ngày nay làm những gì nữa. Hình như họ chẳng bao giờ phá nổi một vụ án nào hết. Tôi sống trong một thành phố tệ nạn, và gần đây mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuần trước, gần nhà máy chỗ tôi làm việc đã xảy ra một vụ án mạng. Một phụ nữ trẻ đã bị đâm chết bởi một cái dùi đục đá, mà không phải dùi đục thông thường. Cán của nó có hình đầu lâu. Mọi người sống trong khu vực này đang cực kỳ hoảng loạn. Dù là thành phố lớn, nhưng ở đâu mọi người cũng bàn tán về vụ án mạng này. Thông tin chi tiết bị cảnh sát che giấu đến mức tối đa. Mẹ tôi đang sống cùng tôi, giờ bà rất sợ ra ngoài vào buổi tối. Tôi bảo mẹ yên tâm, nhưng bà khăng khăng nói rằng cảnh sát sẽ chẳng bao giờ phá được vụ này đâu. Họ thậm chí còn chưa tìm được món hung khí nào để lại cơ mà. Cảnh sát thời này thật kém cỏi. Lý giải, cảnh sát chưa tìm được hung khí, mà tên này lại biết hung khí là một cái dùi đục đá, mà không phải dùi đục thông thường. Cán của nó có hình đầu lâu. Tất cả chỉ rõ chính hắn mới là hung thủ thực sự. Tình cảm vợ chồng. Lúc tôi đang trên đường về thì ở nhà, vợ tôi bị một tên trộm tấn công. May mắn thay, cô ấy cầm sẵn con dao trong tay và dùng con dao làm bếp này đâm chết hắn ta. Cảnh sát nói rằng đây rõ ràng là hành vi tự vệ chính đáng. Khi tôi đến đồn đón vợ về, cô ấy nói: "Nghe tiếng chuông cửa nên em cứ tưởng anh về." Ai ngờ vừa mở cửa thì một gã bịt mặt đã xông ngay vào nhà. "Chắc là em sợ lắm phải không? Giờ thì ổn rồi." Tôi vừa nói vừa ôm cô ấy vào lòng. Lý giải. Ra mở cửa cho chồng mà cầm theo con dao. Mụ vợ này đã có ý định giết chồng từ trước, nhưng không ngờ gặp tên trộm. Thế là mụ ta thuận tay đâm chết tên trộm. Rượu. Có một đôi trai gái cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Đột nhiên cô gái trượt chân ngã xuống sông. Anh người yêu vội vàng nhảy xuống để cứu, nhưng không cứu được. Mấy năm sau, anh ta trở lại chỗ bờ sông ấy thì gặp một ông già đánh cá. Anh ta thấy mấy con cá ông già câu lên đều rất sạch sẽ, không có rong rêu, liền hỏi tại sao. Ông già trả lời: "Con sông này vốn chưa bao giờ có rong rêu cả." Nghe thấy vậy, anh ta liền khóc lóc thảm thiết rồi nhảy xuống sông tự tử. Lý giải. Lúc anh ta nhảy xuống sông để cứu người yêu thì anh ta nắm được tóc của cô gái, nhưng anh ta cứ tưởng đó chỉ là rêu nên buông ra, và thế là cô gái không được cứu sống. Sau này phát hiện ra là sông không có rêu, hiểu được sai lầm của mình nên không còn thiết sống nữa. Chim cánh cụt. Có một vị kỹ sư đến Nam Cực công tác cùng đồng nghiệp. Sau khi suýt chết do gặp trận bão tuyết đột ngột, ông và đồng nghiệp đã trốn trong hang động và ăn thịt chim cánh cụt để sống. Nhưng chỉ có mỗi mình ông ta là an toàn trở về nhà. Khi đến bữa, người vợ dọn ra một món thịt có mùi vị rất lạ. Ông ta liền hỏi vợ đây là thịt gì. Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Ông ta nghe thấy vậy liền lấy cái nĩa đang cầm trên tay đâm thẳng vào cổ mình. Lý giải. Lúc chồng hành động suýt chết, ông này cứ nghĩ là nhờ mình ăn thịt chim cánh cụt nên mới sống, và chỉ có mỗi mình ông trở về. Nhưng sau này bà vợ nấu thịt chim cánh cụt cho ăn thì nhận ra mùi vị không giống với thứ thịt mà ông đã từng ăn ở Nam Cực. Điều này chỉ có thể khẳng định là ông ta đã ăn thịt đồng nghiệp của mình mà không hay biết. Những bức chân dung. Có một người thợ săn, sau một ngày dài đi săn bắn, lạc giữa một khu rừng mênh mông, nhận ra trời bắt đầu tối và đã kiệt sức. Ông quyết định đi theo một hướng cho đến khi ông nhận ra những tán lá cây càng ngày càng khép sâu vào nhau hơn. Sau vài giờ, ông tìm thấy một căn nhà cũ giữa một bãi đất trống. Thấy trời đã quá tối, ông quyết định ở lại đó qua đêm. Ông đi đến và hé mở cánh cửa. Không có ai ở bên trong. Người thợ săn nằm dài xuống giường, quyết định sẽ giải thích với chủ nhà vào ngày hôm sau. Khi nhìn xung quanh bên trong căn nhà, ông phát hiện những đồ dùng rơi vãi khắp nơi. Và ông đã ngạc nhiên khi thấy các bức tường đều được trang trí bởi nhiều bức chân dung. Tất cả đều được vẽ rất chi tiết đến đáng kinh ngạc.
nhưng tất cả chúng đều có một vết máu ố ngay chính giữa, và những khuôn mặt trong các bức tranh đều hướng về phía ông với đầy thù hận và ác ý. Nhìn lại, ông cảm thấy càng khó chịu, cố gắng không nhìn vào những bộ mặt đáng ghét đó. Ông quay lại để đối mặt với bức tường và kiệt sức, ông rơi vào giấc ngủ không hề ngắt quãng. Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy, ông xoay người, mở mắt ra với đầy sự bất ngờ. Nhìn lên xung quanh, ông phát hiện ra rằng trong căn nhà này không hề có bức chân dung nào, chỉ có những ô cửa sổ kính mà thôi. Lý giải, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, và hình như đã có một vụ thảm sát trong chính căn nhà này. Tàn tích để lại là những đồ vật vuông vãi, và hình như vết máu ở giữa mọi bức tranh là những vết chém mà những người bị giết phải lãnh chịu. Những khuôn mặt xuất hiện đó không phải là chân dung, mà là linh hồn của những người đã chết từ ngoài nhìn vào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Ly Kỳ bạn nhé.